ở nước Nga thì được coi là một thành phố ở dưới lòng đất, những cung điện ở dưới lòng đất. Nó được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi kiểm chứng xem có thật là như vậy hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu đi vô metro để xem ở trong đấy sẽ có những gì nhé các bạn. Đi thôi. Tới metro này thì chúng ta cần tới cái loại cảnh như thế này để chúng ta có thể đi metro. Về đời có nghĩa là công viên chiến thắng. Và các bạn biết mình đang đứng ở đâu không ạ? Đây là ở dưới lòng đất, cách mặt đất 74 mét. Đây là ga tàu điện ngầm sâu nhất ở nước Nga. Các bạn có nhìn thấy cái bức tranh ở phía sau lưng của Thủy đây không ạ? Đây là bức tranh người Nga vẽ để kỷ niệm cho dịp mà Napoleon tới đây và vào năm 1812 á. Thì khi mà ông ấy tới đây á, thì người dân Nga đã đốt cháy toàn bộ ở đất nước của người Nga và người ta tạo dựng lại tất cả mọi thứ từ những cái thứ đổ vỡ nhất. Tàu tới liên tục và trong những cái giờ cao điểm á, thì có khi là chỉ cần 1 phút 30 giây là đã có những chuyến tàu khác rồi. Bây giờ thì đang cố gắng nói thật là nhanh tại vì tàu tới và sẽ rất là ồn ào, chúng ta không nghe thấy được gì cả. Là một trong 10 tàu điện ngầm đẹp nhất. Nhà ga nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật trong đó mô tả cuộc sống ở Ukraine và những người lính trong cuộc cách mạng tháng 10 và nổi. Ở đây có rất là nhiều du khách tới chiêm ngưỡng ga tàu điện ngầm Kievka này. Thường á, thì những người dân bản địa người Nga người ta rất là bận rộn nên là người ta cũng không có quan tâm tới. Nhưng mà những cái vị khách du lịch á, thì người ta đặc biệt là cảm thấy rất là thú vị khi khám phá những bức tranh như thế này. Một quang cảnh như là một thành phố ở dưới lòng đất của Moscow các bạn. Giống như là một lâu đài ở dưới lòng đất không các bạn? Đây là một trong số những ga tàu điện ngầm nổi tiếng ở Moscow. Du lịch tới ga tàu điện ngầm này để tham quan rất là đông. Đây như các bạn, đây là một góc của ga tàu điện ngầm Kievka. Các bạn nhìn nha, ở trên tường có rất là nhiều những bức tranh xinh đẹp. Đây là hình ảnh của ông Lenin này các bạn. Mỗi một bức tranh trên tường ở đây thì đều mang một ý nghĩa khác nhau. Nếu các bạn có thời gian tới nước Nga thì các bạn có thể đặt chân tới những metro như thế này để xem ngay không bằng mắt thấy. Đây có rất là nhiều bức tranh nên mình cũng không thể biết được tất cả các ý nghĩa của những bức tranh đó như thế nào cả. Bức tranh này là ý nghĩa của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai này các bạn. Đây là một bến, một ga khác ở ga Kievka này các bạn. Tại vì thường một ga như vậy thì nó sẽ có những tuyến đường khác nhau. Và ở Kievka này thì chúng ta sẽ có 3 tuyến đường. Tuyến đường này thì nó mới hơn so với hai cái mà mình vừa mới giới thiệu các bạn hồi nãy đó.
ngập ở Nga thì rất là đông người đi nha các bạn. Một ngày có thể tới hàng triệu lượt khách đi sử dụng tàu điện ngầm này. Thứ hai, tụi mình đã tới Arabaskaya. Đây là ga tàu điện ngầm được đánh giá là đẹp nhất ở Moscow. Và ga tàu điện ngầm này thì hoàn thành vào năm 1953. Các bạn có thấy cách trang trí bằng những bó hoa gốm rất là tuyệt đẹp không ạ? Và những chiếc đèn chùm cọc tạo nên một ga tàu điện ngầm rất là công phu. Ga tàu điện ngầm này thì đạt tiêu chuẩn để trú ẩn bom nguyên tử. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh đối với các đế quốc như Mỹ thì Nga luôn sẵn sàng để khi mà có sự cố xảy ra thì người dân có nơi để trú ẩn ở dưới lòng đất, như là một thành phố ở dưới lòng đất. Điện ngầm này thì các bạn có thể đi tới quảng trường đỏ hoặc là điện Kremlin, đó là trung tâm của thủ đô Moscow. Và ngoài ra ta có thể đi bằng một ga tàu điện ngầm khác, nhưng đó thì sẽ cần các bạn tham quan tàu điện ngầm đó nhé. Tàu điện ngầm rất là nhiều và tới liên tục thì không thể nói được nữa. Ở đây thì chúng ta đi thang máy như thế này, những cái thang cột như thế này, và nhiều khi thang cột này rất là dài, có khi tới 200 bậc thang các bạn, dài lắm luôn á, rất là sâu và xa. Tàu điện ngầm thì luôn luôn có những người gọi là nhạc đường phố, người ta tới đây chơi nhạc. Các bạn thấy không, nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ mình đi xem là bên trong có gì nhé.
nhé. Và trên trần nhà không ạ? Ở đây thì ga tàu điện ngầm này sẽ có 34 bức tranh như vậy. Đây cho các bạn xem nha. Sẽ có 34 bức tranh như vậy ở trên trần nhà. Nhìn nè, nhà ga ở đây được trang trí bằng những bức tường đá cẩm thạch và cột thép không gỉ. Rất là đẹp đúng không các bạn? Đây là ga Mayakovskaya, lai màu xanh nha các bạn. Mayakovskaya được nhiều người ví như viên ngọc trên vương miện của tàu điện ngầm ở Moscow. Ga tàu điện ngầm này thì được xây dựng vào năm 1938 và được coi là những ga lâu đời nhất ở Moscow. Ở Moscow thì ga đầu tiên là ga Sokolniki được khánh thành vào ngày 15 tháng 5 năm 1935 nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi sang một ga tàu điện ngầm khác. Nhưng mà đây là ga tàu Belaruskaya thì rất là đẹp các bạn. Đây là tượng dành cho những kỷ niệm á, tượng nhớ những người dân thường không phải là lính nha các bạn. Những người đó thì ở trong chiến tranh thế giới thứ hai đã cố gắng bảo vệ đất nước ở đây, nên là đây là những tượng tưởng nhớ họ. Belaruskaya này các bạn, nó không thuộc trong top 7 ga tàu điện ngầm đẹp nhất ở Moscow nhưng mà nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Thế nên là khi mà các bạn tới đây thì các bạn có thể ghé thăm từng ga tàu điện ngầm nếu các bạn có thể nha, tại vì có rất là nhiều ga tàu điện ngầm và mỗi ga tàu thì sẽ có một vẻ đẹp khác nhau, một kiến trúc khác nhau, một hình ảnh khác nhau nha các bạn. Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp độc đáo của thiết kế ở đây chưa ạ? Có tên là Novoslobodskaya, có một vẻ đẹp rất là quyến rũ đúng các bạn. Đây là thiết kế rất là độc đáo, được thiết kế bởi 32 tấm kính thủy tinh.
giống với một phòng thí nghiệm, tại vì ở đây thì nó sẽ là như là những cái công thức hóa học các bạn. Đây là gan tàu điện ngầm Komsomolskaya và được hoạt động cánh tay vào năm 1952 nha các bạn. Nó như là một cung điện ở dưới lòng đất của thủ đô Moscow. Những người dân ở đây rất là tự hào về hệ thống tàu điện ngầm ở đây. Các tàu điện ngầm này thì được xây dựng theo phong cách cổ điển với những mái vòm và tường khảm mạ vàng. Rất là sinh động đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử là nó đẹp như thế nào nha. Vào năm 1957 nha các bạn. Ở ga tàu điện ngầm này thì được trang trí khá là đơn giản với các hình khối lớn chắc chắn. Mình cũng không biết là đánh giá ga tàu điện ngầm này như thế nào, nhưng mà so với những ga tàu điện ngầm khác thì mình không ấn tượng lắm. Tuy nhiên, nó được xếp vào những ga tàu điện ngầm đẹp ở Moscow nên mình cũng đưa các bạn đi khám phá xem nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy nãy giờ là thì đi rất là nhiều ga tàu điện ngầm rồi đúng không ạ? Nhưng mà ở Moscow thì còn rất là nhiều những ga tàu điện ngầm nữa, thì các bạn có thể khám phá và đi từng trạm nha. Và từng trạm ở đây thì cảm giác như nó là một thành phố ở dưới lòng đất đúng không ạ? Nhưng mà các bạn yên tâm nha, nhìn nó như vậy thôi nhưng mà rất là dễ đi nha. Và ở đâu thì chúng ta cũng có thể tìm thấy những cái bảng hướng dẫn như thế này để có thể đi một cách chính xác nha. Đây là bản đồ đi hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow. Nó sẽ có ứng dụng ở trên điện thoại và trên khắp nơi các bạn có thể tìm ở hệ thống tàu điện ngầm là ở đâu cũng có các bạn chỉ dẫn. Ngoài ra thì khi mà các bạn đi tới tàu điện ngầm này thì chúng ta còn được sử dụng wifi miễn phí, nên là các bạn cứ yên tâm là sẽ không sao cả. Mà nếu có sao thì cứ alo cho Thùy nha, Thùy sẵn sàng tới để đưa các bạn ra khỏi thành phố ngầm ở Moscow nha. Bây giờ các bạn có thể chốt lại một điều là ga tàu điện ngầm ở nước Nga đẹp nhất thế giới là lời đồn hay là sự thật nha. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.